Mới đây, Marvel đã tung ra đoạn teaser trailer đầu tiên về bộ phim tiếp theo của hãng là Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, giới thiệu một siêu anh hùng hoàn toàn mới gia nhập vũ trụ điện ảnh MCU, và đó chính là Shang-Chi, một bậc thầy võ thuật đến từ Trung Quốc. Lần trước, chúng mình đã ra video giới thiệu về nhân vật này rồi, nên hy vọng bạn nào chưa xem thì hãy xem ngay đi nhé. Không chỉ có Shang-Chi, chúng ta còn được giới thiệu thêm một nhân vật mới nhưng nghe xong thì lại vô cùng quen thuộc. Nhân vật đó chính là Mandarin, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Ten Rings. Ten Rings đã từng xuất hiện trong một số bộ phim trước đó như là Iron Man hay Iron Man 3. Và tất nhiên, để chuẩn bị cho các bạn một hành trang thật vững chắc trước khi xem bộ phim tiếp theo của MCU, chúng mình xin phép gửi tới các bạn video giới thiệu về gã phản diện đầy quyền lực này. Mình là Lois và bây giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu thôi nào! Mandarin xuất hiện lần đầu trong tập truyện Tales of Suspense số 50, xuất bản vào năm 1964, được tạo ra bởi bộ đôi Stan Lee và Don Heck. Mandarin xuất hiện với vai trò là phản diện của Iron Man. Hắn ta là một trong những phản diện thuộc hàng đỉnh cao nhất của Tony Stark. Gần đây nhất, Mandarin đã bỏ mạng trong tập truyện Punisher 2018 số thứ nhất. Punisher đã sử dụng một loại súng lấy được từ Hydra, giúp anh xuyên phá năng lực của những chiếc nhẫn để giết chết Mandarin. Mandarin có một quá khứ vô cùng tăm tối. Mẹ hắn là một gái điếm sống trong ổ thuốc phiện tại một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Còn tuổi thơ của hắn thì bị ép buộc đi lao động nặng nhọc. Sau cái chết của mẹ, do bà sử dụng thuốc quá liều, Mandarin đã giết chết gã mua hàng và bắt đầu dấn sâu vào cuộc đời tội phạm. Trong một lần chạy trốn khi cách mạng xã hội chủ nghĩa nổi dậy, hắn tìm thấy một hang động ở Valley of Spirits. Tại nơi đây, hắn đã tìm thấy mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ cùng với chủ nhân của con tàu ấy là Axon Carr, một nhà du hành của chủng tộc người ngoài hành tinh McLuhan. Bỏ mặc ngoài tai lời cầu xin của Axon Carr, Mandarin đã giết chết gã ta và lấy đi chiếc trục nhỏ của con tàu. Nhận thấy hình dạng của chiếc trục ấy giống như những chiếc nhẫn, Mandarin đeo nó vào tay và kết nối tâm trí với những linh hồn chiến binh mắc kẹt bên trong chúng. Những linh hồn này đã ảnh hưởng tới Mandarin, khiến mục tiêu của hắn ta chuyển sang hướng tìm cách hồi sinh cho họ. Nhờ với những sức mạnh kỳ lạ của 10 chiếc nhẫn, Mandarin đã dễ dàng chinh phục được những ngôi làng xung quanh thung lũng. Và lần đầu tiên, hắn tự gọi bản thân về cái tên là Mandarin, lập cho mình một đế quốc riêng, gọi là Mandarin City. Hắn trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố và buôn lậu vũ khí, mạnh mẽ tới mức mà quân đội Trung Quốc cũng không thể dẹp yên. Có được quyền lực tối cao trong tay, Mandarin muốn xóa bỏ đi những quá khứ đen tối của chính bản thân. Hắn thay đổi những câu chuyện cũ thành những ký ức giả tạo và biến mình thành một nhà quý tộc danh giá và có học thức. Người mẹ gái điếm kia đã được sửa lại thành một nữ quý tộc người Anh và là hậu duệ của thành Cát Tư Hãn. Càng về sau, do quá tin tưởng vào những câu chuyện được chính mình thêu dệt nên, Mandarin đã dần tin rằng những câu chuyện đấy là sự thật. Để tìm ra những bí mật của 10 chiếc nhẫn, Mandarin đã dụ dỗ Tony Stark, lúc này đang cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ tại Shang Kong, bắt cóc anh và muốn Tony phải giải mã những chiếc nhẫn. Trong khi chờ đợi, Wong Chu, đồng minh của Mandarin, đã ra lệnh cho Tony cùng với nhà khoa học Hou Yinsen chế tạo một loại vũ khí đặc biệt cho hắn. Đây cũng là một nước đi sai lầm, bởi chính điều này đã tạo ra cơ hội để cho Tony chế tạo ra bộ giáp bọc thép, từ đó thoát khỏi sự giam cầm của Mandarin. Cũng kể từ đó mà Mandarin xem Tony Stark như một kẻ thù của mình. Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu. Cuộc đối đầu tiên giữa Iron Man và Mandarin xảy ra khi anh được cử tới Trung Quốc để tiếp cận với Mandarin. Tony đã tự mình tiếp cận với lâu đài của Mandarin và tấn công nơi đây. Dù bộ giáp của anh có tân tiến tới cỡ nào, nhưng đứng trước một kẻ thù sở hữu mới chiếc nhẫn quyền năng đến như vậy, Iron Man vẫn thất bại trước Mandarin. Hắn ta đã ra lệnh cho tay sai của mình kiểm tra bộ giáp của Iron Man, nhưng do hệ thống bảo mật quá tốt nên chúng không thể khám phá ra được điều gì. Tony tỉnh lại và tiếp tục một trận tái đấu với Mandarin và may mắn thoát được khi anh khiến cho tòa lâu đài bị nổ tung. Kể từ giây phút đấy, Mandarin trở thành một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Iron Man. Xuyên sức lịch sử của Marvel Comics, người đọc đã được chứng kiến rất nhiều lần hai nhân vật này đối đầu với nhau. Bản thân Mandarin đã nhiều lần cận kề với sinh tử, đôi lúc còn bỏ mạng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn ta vẫn luôn sống lại. Như đã đề cập ở trên, khi bị giết chết bởi Punisher, Mandarin đã thực sự chết và 10 chiếc nhẫn đã bay đi để tìm kiếm chủ nhân mới. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, sức mạnh của Mandarin. Tuy rằng không được thể hiện quá nhiều, nhưng Mandarin vô cùng khỏe mạnh và sở hữu võ công hết sức thâm hậu. Hắn có thể học được nhiều loại võ khác nhau. Hắn ta cũng có thể sử dụng chi hay khí giống như một số nhân vật khác có thể nêu ra như Shang-Chi hay Iron Fist. Nhờ khả năng đó mà hắn có thể tồn tại trong nhiều năm trời không cần ăn uống. Ngoài ra, Mandarin cũng rất thông minh và là một trong những thiên tài khoa học vĩ đại nhất thế giới theo chuyên ngành của riêng hắn, khi hắn học hỏi kiến thức khoa học của giống loài McLuhan và tự thân phát triển. Nhưng đã nhắc tới Mandarin thì chúng ta không thể nào bỏ qua được thứ đã làm nên biểu tượng của gã phản diện này. Đó chính là 10 chiếc nhẫn mang những sức mạnh kỳ lạ. Giới thiệu qua về những chiếc nhẫn này thì chúng được tạo ra bởi công nghệ của người McLuhan. 10 chiếc nhẫn sẽ chứa đựng linh hồn của 10 chiến binh vĩ đại trong vũ trụ và tương ứng với đó là 10 siêu năng lực của họ. Hãy cùng điểm qua từng chiếc nhẫn nhé. Matter, Rearranger Ring hay Remaker giúp cho người sử dụng có thể thao túng vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử và có thể biến đổi thành vật chất khác.
chẳng hạn như biến thể khí thành thể rắn. Remaker được đeo ở ngón cái tay phải sau khi Mandarin chết đi. Nó được truyền lại cho lãnh chúa Lord Remaker. Impact Beam Ring hay Influence giúp cho người sử dụng tạo ra những tia lực gây chấn động vật thể. Influence được đeo ở ngón áp út tay phải sau khi Mandarin chết đi. Nó được truyền lại cho một clone mang tên Colin 60 do AIM tạo ra. Vortex Beam Ring hay Spin giúp cho người sử dụng có thể tác động vào không khí xung quanh. Nhờ có chiếc nhẫn này mà Mandarin trở nên nhanh như cắt trước mặt đối thủ. Spin được đeo ở ngón giữa tay phải. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho một tên trùm phát xít tên là Alex Eiffel. Disintegration Beam Ring hay Spectral giúp cho người sử dụng phóng ra một chùm tia phá hủy mối liên kết giữa các nguyên tử, khiến cho vật chất bị tan rã. Spectral được đeo ở ngón trỏ tay phải. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho Malekith, vua của loài Dark Elf. Blacklight Ring hay Nightbringer giúp cho người sử dụng có thể tạo ra bóng tối tùy theo ý muốn. Nightbringer được đeo ở ngón út tay phải. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho một Inhuman tên Vic Call. White Light Ring hay Dynamic giúp cho người sử dụng có thể thao túng được năng lượng và trường điện từ, cường độ ánh sáng, trường trọng lực. Không những thế, còn tạo ra các ảnh ảo bao chiều, đánh lừa đối thủ. Dynamic được đeo ở ngón cái tay trái. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho siêu phản diện của nhóm Fantastic Four, Mole Man. Flame Blast Ring hay Incandescence. Bên trong chiếc nhẫn này chứa một lõi sao tí hon, giúp cho người sử dụng có thể đốt cháy không khí xung quanh, tạo ra lửa và các vụ nổ. Incandescence được đeo ở ngón áp út tay trái. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho phóng viên Abigail Burns. Mental Intensifier Ring hay Liar giúp cho người sử dụng có thể nâng cao năng lượng tâm trí của bản thân. Nói cho dễ hiểu hơn, người sử dụng sẽ có thể sử dụng năng lực ngoại cảm, thao túng tâm trí của người khác, tạo ra cả ảo tưởng trong suy nghĩ, khống chế các giác quan. Liar được đeo ở ngón trỏ tay trái. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho Mark Kumar, chồng chưa cưới của Pepper Potts. Electro Blast Ring hay Lightning giúp cho người sử dụng có thể phóng ra năng lượng điện. Lightning được đeo ở ngón giữa tay trái. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho một đạo diễn tại Broadway, người có danh xưng là Lightning Conductor. Ice Blast Ring hay Zero giúp cho người sử dụng có thể tạo ra và thao túng băng giá. Zero được đeo ở ngón út tay trái. Sau khi Mandarin chết đi, nó được truyền lại cho một siêu ác nhân tên Endotherm. Khác với Shang-Chi, Mandarin và Ten Rings đã xuất hiện từ rất lâu, ngay tại thời điểm khởi nguồn của vũ trụ điện ảnh MCU. Trong Iron Man năm 2008, tổ chức khủng bố Ten Rings đã xuất hiện chính thức lần đầu tiên và đã bắt cóc Tony Stark khi anh thử nghiệm vũ khí của tập đoàn ở vùng Trung Đông. Trong Iron Man 3, Ten Rings tái xuất và không chỉ có thế, lão trùm của chúng cũng được đưa lên màn ảnh rộng. Nhưng hóa ra, Mandarin này chỉ là một kẻ giả mạo, được đóng thế bởi một cựu diễn viên tên là Trevor Slattery. Cú lừa lại chồng cú lừa, Marvel đã khiến cho fan nghĩ rằng Mandarin không tồn tại cho tới khi ra mắt one shot tên là All Hail the King và tiết lộ rằng Mandarin có thật. Ông ta sẽ xuất hiện trong bộ phim Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sắp tới. Thời gian trôi qua, sau khi Shang-Chi hoàn thành việc huấn luyện của mình và trưởng thành, Wen Wu đã cho phép anh được sống tự do trong suốt 10 năm trời và tận dụng cơ hội ấy, Shang-Chi đã cố gắng tìm lại cuộc sống tốt đẹp mà mình đánh mất trước kia. Nhưng giờ thời hạn cũng hết và đã tới lúc Shang-Chi trở lại với Ten Rings. Câu chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Shang-Chi từ chối nghe theo lời của cha mình. Và đây cũng là lúc anh đứng lên chống lại tổ chức. Rất có khả năng Mandarin sẽ chết trong bộ phim này. Ten Rings sẽ tan rã, nhưng nó cũng sẽ tạo nên những tàn dư giống như những gì đã xảy ra với tổ chức Hydra. So với nguyên tắc trong comics, thì phim đã có một số sự thay đổi đối với nhân vật Mandarin. Trong truyện, cha ruột của Shang-Chi không phải là Mandarin mà là một pháp sư hắc ám có tên là Fu Manchu. Có khả năng việc thay đổi nguồn gốc của Shang-Chi là một dụng ý của Marvel. Trong khi chúng ta đã có Mandarin, bộ đông trùm trong giới tội phạm Trung Hoa, thì cần gì phải tạo ra thêm một nhân vật cũng có ý tưởng như thế nhỉ? Vậy cho nên, việc biến Mandarin trở thành cha đẻ của Shang-Chi như trong phim là hoàn toàn hợp lý. Không những thế, Ten Rings, tên của tổ chức được dựa theo 10 chiếc nhẫn của Mandarin, nhưng trên phim, 10 chiếc nhẫn ấy đã được biến đổi trở thành 10 chiếc vòng đeo tay. Trong teaser trailer, chúng ta được chứng kiến một số lần Mandarin sử dụng khả năng của 10 chiếc vòng, chẳng hạn như là phân cảnh ông thao túng dòng nước, cũng như cường hóa sức mạnh của thể chất và chặt gãy chiếc bàn. Và ngoài ra, 10 chiếc vòng có thể đã trao cho Mandarin khả năng bất tử khi ông đã tồn tại từ thời xa xưa và tiếp tục sống kéo dài cho tới tận ngày nay. Đó chính là những điều mà các bạn cần biết về Mandarin. Bạn ấn tượng với chi tiết nào và có những góp ý gì dành cho video thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và nếu bạn muốn được tiếp tục xem những video tiếp theo của chúng mình thì hãy nhấn nút subscribe và nút chuông nho nhỏ ở bên cạnh để nhận thông báo cho những video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.